nhỏ nhà thôi. Sáng con chiên chú chiên à, chiên chú chiên nó bị đen đen bị đắng không? Khó ăn bậy gì đâu dám chơi. Chiên được 3 trái, 4 trái, 5 trái, được 6 trái rồi. Giờ còn 4, 5 trái chuối thì sao á? Nè cầm đi măng trái được anh. Có 6 trái rồi mà em ăn 2 trái chắc bị quên. Rồi, để nó bột ra. Rồi cả nhà chú chiên nha. Cái bột này là ngon, mua cái bột mà người ta trộn sẵn á. Mà sao nó dính quá. Chiên lên chảo nó dính. Mới thấy đèn dĩa mà. Mới thấy đèn dĩa mới chuẩn bị vương lên. Mà sao trái chuối à? Tại vì đây cũng làm dĩa đó. Kim Ngân xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Sau một cái đoạn hành trình dài, Thà Lan Ngân đi từ ở cửa khẩu thì bây giờ Ngân đã đi tới sông Bốn Mặt rồi. Ngay chỗ này là thành phố Phnom Penh, Campuchia. Chút xíu nữa Ngân sẽ gõ lên bản đồ cho mọi người xem nha. Ngay chỗ này là sông Bốn Mặt nè. Cái hướng phía bên kia là cái hướng mình đi sang Lào nè, Trung Quốc. Thì cái nguồn nước ở bên đó nó trong hơn. Hôm qua giờ Thà Lan Ngân lưu thông từ ở dưới cửa khẩu lên á, thì em Vinh đã bơm nước vô trong hồ chứa để mà Thà Lan mình sử dụng á. Đã bơm đầy hồ hết trơn rồi. Vào trong cái hướng mà mình đi vô lên cái chỗ mình giao hàng, nước ở trên đó nó vô dữ lắm, nước đục ngầu rồi vô lắm, cho nên là mình bơm từ cái đoạn ở phía dưới hết rồi. Đây, nước bên kia nó trong xanh, nguyên một màu xanh biên biếc giống như nước biển vậy á. Quá xá trong luôn rồi, để nó gần gần một chút xíu, tới gần đó Ngân quay cho mọi người xem thấy rõ hơn, giờ nó hơi xa. Ở bên kia bây giờ nước đang đổ qua bên này, và nước bên này thì hướng tự trong biển hồ đổ ra, ra tới ngoài đây, qua cái hướng sông lớn ngoài đây là bắt đầu hai cái nó hòa huyện lại với nhau. Hai cái nó hòa huyện lại với nhau. Ngày hôm qua Ngân đi cái đoạn từ ở cửa khẩu á, là nước nó trong trong. Hai cái nguồn nước này á, về với Việt Nam mình á, thì nó hơi trong trong một xíu. Giờ anh Hai Ngân đang lấy cái ống dòm ra để quan sát nè. Mọi người hay hỏi Ngân rất là nhiều luôn, hỏi Ngân ống dòm này Ngân có bán không, nhưng mà Ngân không có bán nha. Ngân mua cái ống dòm này để Ngân sử dụng với Thà Lan thôi à. Ngân hay dòm lưới á, tại vì qua bên Campuchia này lưới nhiều á, Ngân hay mua để dành để Ngân quan sát lưới thôi chứ Ngân không có bán. Bây giờ nhiệm vụ của ông thuyền trưởng là ngồi cắn hạt bí cho Ngân ăn. Bóc lột sức lao động từ ban đêm tới ban ngày. Đây, ôi đồ một đống luôn rồi. Đã Ồ cơn sền sền. Đó, thấy xong không? Chị gớm, thôi nghỉ không ăn nha. Không ăn nha, tự ăn đi. Rồi, lại nhận rồi đó. Cái tư là HD phải không? Một cái HD, một cái thường. Ừ. Cái nào HD vậy? Cái sao HD vậy? Sáng hôm chú ăn nghỉ chưa? Đây, bây giờ Ngân sẽ mở lên cái bản đồ cho mọi người xem nè. Hiện tại là Ngân đang ở đây nè. Đây, mọi người thấy cái dấu chấm màu xanh xanh không? Là Thà Lan mình đang ở đó đó. Ngay chỗ này gọi là sông Bốn Mặt nè. Một hướng này là mình ở cửa khẩu mình lên. Hướng phía bên này là hướng sông Mekong. Hướng này sẽ đi về bên Lào, Trung Quốc. Mình sẽ đi hướng này. Và còn cái hướng nhỏ phía bên này là mình sẽ đi vào trong cầu Sài Gòn còn của Campuchia á. Đây, cầu Sài Gòn nằm phía trong này nè. Ở trong cái khu vực mà cầu Sài Gòn mà có người Việt Nam mình sinh sống nhiều nhất là nằm ở trong cái khu vực này nè. Rồi, và cái hướng ở trên này là Thà Lan mình sẽ đi vào trong đây giao hàng. Ngay chỗ này là cầu này là cầu Trung Hoa nè. Đó. Bốn hướng, một con sông mà chảy theo bốn hướng. Nhưng mà cái con sông chính là con sông Mekong sẽ đi về cái hướng phía bên Lào. Rồi cái hướng này. Thành phố Nam Giang. Hồi xưa ở bên này Ngân nghe cha mẹ Ngân kể á, là nước sông rất là trong luôn mọi người, có thể múc lên mình uống liền được á.
bên Campuchia nước rất là trong và nghe nói nước sạch lắm, nhưng mà bây giờ thì có nhà xưởng, khu công nghiệp người ta mở lên rất là nhiều, cho nên là bây giờ nước, cái nguồn nước nó không còn sạch như lúc trước. Ở dưới Xà Lan á, Ngân sử dụng nước sinh hoạt là tất cả nước sinh hoạt đều là nước sông. Nước sinh hoạt ở dưới Xà Lan đều là nước sông, còn cái nguồn nước để mà Ngân uống á là nước mưa. Tới mùa mưa thì Ngân sẽ bơm vô hồ Ngân dự trữ. Còn nước sinh hoạt rửa chén là tắm rửa thì Ngân đều xài nước sông hết luôn, và mình sẽ mua cái thuốc. Cái thuốc về mình sẽ xử lý, thuốc mà mình có thể xử lý cái nước, cái nước sông á mình có thể xử lý thành nước uống được luôn. Và Ngân sẽ xử lý cái nước đó để Ngân tắm rửa giặt giũ ở dưới Xà Lan sinh hoạt thôi, còn cái nước mà nấu ăn với lại nước uống á thì mình sẽ sử dụng cái nguồn nước sạch. Đây. Na gà kìa Vinh ơi, đi lên na gà Vinh ơi. À, người bên Việt Nam mình á, người ta qua bên này người ta đi vô casino nhiều dữ lắm cả nhà. Casino của Campuchia có mấy casino rất là lớn luôn. Nhưng mà vô trong đó thì không có cho quay phim. Ngân cũng vô trong đó được 2-3 lần rồi, nhưng mà vô đó người ta cấm quay phim, không có cho quay phim chụp hình ở trong đó. Trong đó bảo vệ nhiều lắm, mình mà cầm điện thoại lên là bắt đầu có người lại liền luôn á. Đây cả nhà ơi, bây giờ Xà Lan Ngân đã đi vô chỗ đền vua rồi nè. Đây là một trong những cái nơi mà khách du lịch đông nhất ở bên Campuchia. Đó, ở đây vào những cái ngày cúng á, buổi chiều ở ngoài đây là khách du lịch nhiều dữ lắm. Khách du lịch và khách ở địa phương luôn, người ta hay tập trung ở đây buổi chiều, người ta ngồi ngoài bờ kè nè, được ngắm cảnh sông nước. Rồi ăn uống ở trên đó buổi tối người ta bán nhiều lắm. Và ngay chỗ này nó có nguyên một cái đàn bồ câu siêu khủng luôn á. Rồi mình đã đi vô thành phố Nam Giang rồi. Đây, chuẩn bị đi tới cái cầu Trung Hoa. Ở phía bên kia sông có chiếc tàu du lịch. Đây. Đó, tàu du lịch đó là tàu du lịch Việt Nam Campuchia đó. Cái cầu này gọi là cái cầu huyền thoại ở bên Campuchia nè. Tất cả những cái phương tiện xà lan từ hàng khô, cát, BC rồi kể cả tàu du lịch đi qua cái cầu này ai cũng sợ á, tới mùa nước đổ á. Cái bờ phía bên kia mọi người thấy không, bình thường mà nước đổ một cái nó lên tới, nó ngập lên tới cái bờ đá ở phía trên luôn đó. Mọi người thấy cây cầu mới phía bên kia hôm nay có hình hài rồi kìa. Cầu này thì người ta bắt tới bên đây là một cái cầu dây nè, hai cầu dây, ba cầu dây, bốn cầu dây luôn. Dăng dây tới 4 trụ luôn, bình thường cái cầu thấy dăng dây có 2 trụ à, cầu này dăng dây tới 4 trụ luôn ha. Hy vọng là cây cầu bên kia người ta xây xong á thì cây cầu sắt phía bên này người ta dỡ bỏ. Nghe nói là cầu sắt phía bên này sẽ dỡ bỏ nhưng mà không biết là tới khi nào. Đây, cầu sắt này mỗi lần mà tới mùa nước lũ á ai cũng sợ hết trơn cả nhà ơi. Hôm bữa Ngân có quay được một cái chiếc xà lan mà qua cây cầu này á bị nước nó tấp, nó lật úp luôn. Nhưng mà Ngân chưa có đăng cái video đó, để hôm nào Ngân sẽ chỉnh cái video đó, Ngân đăng cái video đó lại cho mọi người xem. Cầu là nước chảy ghê lắm. Đây là những cái trụ cầu nè. Cầu á, thường thì người ta sẽ bắt ngay cái cua. Và cái nhịp cầu này thì nó rất là nhỏ. Này thì chỉ có một chiếc xà lan là đi qua lọt thôi. Bình thường người ta, cây cầu người ta có thể đi qua hai chiều, còn cầu này là nhịp bên kia là một chiều, nhịp bên này là một chiều. Thì chỉ đi vừa chiếc xà lan thôi à. Tới mùa nước nó đạp, nó ép á, chảy kinh khủng. Giờ mình qua cầu thôi. Hiện tại Ngân đang đi là nước ngược nè. Nước ở trong nó đang đổ ra. Mình đang đi nước ngược á. Không biết đến khi nào cái cầu mới hoạt động được. Ai cũng chờ đợi. BC đá này người ta lấy đá rất là xa luôn cả nhà ơi. Phía trên ngay chỗ xà lan Ngân giao hàng nó lấy đâu múc ở trên kia rồi chạy xuống dưới này, xa lắm. Rồi
qua cầu được rồi. Mùa này qua cầu thì bình thường mình không có lo, mà sợ là tới cái mùa nước lụt á. Đây đây, cơm tới, cơm tới cả nhà ơi. Nay ăn cơm đạm bạc lắm, nhím sầu lăng. Không có, bữa nay ăn cơm mồi đám cưới. Ăn cơm mồi đám cưới. Ủa em luộc có nhiêu rau này hả Vinh? Đây, nhím xào lăng, dư gâm của đám cưới. Còn này là cải luộc. Trời ơi bưng, trời ơi cái mùi này thơm quá. Bưng lên tới cho anh đây luôn à. Rồi anh ăn cơm đi, em chạy cho. Cơm đây, cái này mang đi. Ăn ơi, ăn đó đi, cả đi em chạy cho. Vinh, bữa đám cưới đâu có ăn được đâu, lo chạy bàn thấy mồ luôn đâu có ăn được. Bữa nay ăn kìa. Mà giờ ăn mới cảm thấy ngon ha. Bữa nay được mấy cục ngon ghê luôn. Ngon không? Nhím ngon không? Nhím xào lăng với rau luộc, đó, bữa cơm đạm bạc với xào lăng ăn chỉ vậy thôi đó. Cái gì? Hơi bị ngon hả? Bữa mỹ thon lắm, hôm nay cũng
8 giác rồi à. Có cái máy bay không mà làm từ sáng giờ? Hai anh em nó mò sáng giờ. Gì nó làm từ sáng giờ nó không vô làm. Vậy anh làm mới được. Lấy cấp cao đi. Tới cái chỗ cảng giao hàng ở trên Campuchia rồi. Đó có một chiếc tại trước mình đang giao á. Quá trời bây giờ trên đây nắng quá, sáng nắng rồi. Giờ dọn đồ ra làm sao thôi. Cả nhà ơi, bé sữa của Ngân á đi lên tới Campuchia bây giờ bị té gãy cái tay rồi, tội nghiệp quá. Nằm đi con. Bình thường láo táo lăn xăng chạy đi chơi mà bây giờ nằm một chỗ rồi nè, không có đi được nè. Ngày hôm qua té chạy chơi đi chơi giỡn với câu câu quá té gãy cái tay rồi. Giờ nằm đóng vậy rồi đó. Tội nghiệp quá con nè. Sao đau quá hả con? Rồi sao lấy thuốc kháng sinh kháng viêm cho con uống nha. Ngân mới vừa điện về dưới bác sĩ thú y ở Tiền Giang á, người ta nói bây giờ lấy thuốc kháng sinh kháng viêm cho bé uống không sao. Bây giờ sẵn lấy xà lan con có canxi, lấy canxi cho uống, kháng sinh kháng viêm cho uống rồi từ từ bé sẽ lành. Đó, con nó đi lên tới ngay chỗ giao hàng rồi. Nghiệp quá coi nè, giờ nằm dài vậy nè cô chú, thấy cưng không? Sữa ơi, đó giờ kêu tới nói cái nó dòm vậy đó, nghiệp không? Ra sao lấy thuốc cho con uống nha, không cưng lắm. Ngày hôm qua nó té mà nó đau điếm quá mà nó muốn xỉu luôn. Ngân là Ngân ẩm nó trên tay mà Ngân khóc luôn á, cưng lắm. Thôi đi làm sao hết con, đi vô chuồng nằm, vô chuồng nằm nha. Bây giờ nói tới nó là nó ngóc đầu vậy, giờ bé vô chuồng nằm một chỗ không có cho bé cử động, cái chân bị gãy á, sợ nó bị lọt xương á. Giờ là lấy thuốc canxi nè, kháng sinh kháng viêm của người lớn á, rồi mình chia phần nhỏ ra cho bé uống. Xà lan Ngon thì Ngon cũng có thuốc kháng sinh kháng viêm nữa, tại vì Ngon hay mua đem theo đó. Nè coi cái mặt nè, cái mặt cũng còn láo táo lắm cô chú ơi, đau nhưng mà cũng còn láo táo. Bỏ vô chuồng, bác sĩ không có cho đi tới đi lui nhiều đó, giờ nhốt vô chuồng nằm trong đó không có cho đi tới đi lui nhiều. Dạ cho sữa uống thuốc thôi, uống thuốc mau lành cho nó hết bệnh nha con. Đi. Rồi, té đi. Giỏi quá, ôi uống một hơi luôn, giỏi quá. Vô đi con. Giỏi quá. Vô chuồng đi. Giục cái này hết đi. Bằng ngó gì nó chơi. Mặc quá lên cho nó. Thôi vừa uống thuốc xong đắng quá, giờ cho ăn thức ăn, ăn hết trơn luôn kìa. Nè con ăn ép nó, này đúng nó, bỏ vô miệng nó. Nè. Nói vậy đó. Ăn thường. Hôm nay cho ăn loại này, mai cho ăn loại kia. Thôi tới 3-4 loại trong tủ còn nhiều lắm. Thôi tới 4-5 loại lần. Ăn thường không? Cưng không? Cưng không cô chú, giờ cái chân đau rồi nằm đóng vậy đó. Mới uống thuốc xong đó. Ăn rồi nằm đó đi. Vậy chứ nằm cái tấm này không có đáy trên đó mà đáy ở dưới không à. Ờ đáy ở dưới không. Không có đáy trên đó. Không có đáy ở trên đó, có cái tấm đó nằm đỡ đau cái chân đó. Cái gối. Ăn giỏi nha con.